Ngọc Tâm Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an Sau đây chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề bên trong chiến hào giữa Tinh thần, vũ khí bất khả chiến bại giúp cho giữa Grant đánh bại quân xâm lược Nga. Kính thưa quý vị, dù cho Ukraine luôn nói rằng cuộc phản công chưa đến giai đoạn chính, nhưng sau màn dạo đầu cách đây 13 ngày các nỗ lực tấn công được đẩy mạnh rõ rệt trên cả bốn mặt trận. Zaporizhia, Nam Donetsk, Bakhmut và Kremina. Như vậy, chiến tuyến kéo dài hơn 500 km. Các mặt trận cách nhau trung bình 170 km. Mỗi mặt trận đều có tính độc lập về chiến thuật và hai bên phải tổ chức lực lượng thành các hướng tấn công, phòng thủ khá độc lập với nhau. Với độ rộng khổng lồ của toàn bộ mặt trận như vậy, nên bắt buộc bên tấn công phải có trọng điểm, không thể dàn trải đều ra các hướng tấn công như vậy. Dù cho có rất nhiều người dự báo, hướng Zaporizhia, Nam Donetsk sẽ cùng với nhau tại chiến trường Tomak, và đó sẽ là những hướng tấn công chính. Độ sâu của phòng tuyến Nga ở đây nhỏ nhất, chỉ có gần 100 km. Đằng sau quân Nga là biển Azov, khả năng tiếp viện khó hơn. Đánh hướng này giải phóng được bất kỳ thành phố nào như là Melitopol, Berdyansk hay là Mariupol đều tạo thế chiến lược các đôi vùng chiếm đóng và được Crimea vào thể cô lập hoàn toàn. Hai mặt trận ở phía Bắc, Bakhmut và Kremina, rất khó để có kết cục nhanh. giáo tranh ở vùng này giữa hai bên từ năm 2014, rồi với biên giới hầu như không thay đổi mấy. Cò đi, kéo lại, nhung nhăng hàng chục năm rồi. Không bên nào đạt được mục đích áp đảo cả. Khu vực này địa hình có đồi dốc, hầm sâu, địa đạo và cả hai bên đều như nhau về khả năng hậu cần gắn với đất mẹ ngay bên cạnh. Thông tin của hai bên vẫn loạn xạ, mâu thuẫn nhau. Ta thắng, địch thua. Ta chết rất ít, địch chết quá nhiều. Xe ta rất hiệu quả. Xe địch cháy như của nướng. Những thông tin này rõ ràng là mang tính tuyên truyền phục vụ cho chiến tranh thông tin, giữ tinh thần cho bình lĩnh tham chiến. Tuy nhiên, chắc lọc cẩn thận các thông tin của hai bên, ta vẫn có thể thấy được bức tranh thật của cuộc phản công quy mô lớn nhưng rất khó khăn của giết rạng. Đang có nỗ lực đánh thăm dò, tăng cường để buộc đối phương lộ điểm yếu. Kết quả Khích lệ hơn tuần đầu tiên, nhất là mặt trận Zaporizhia với việc giải phóng Lampia-Tekatsky. Tuy nhiên, chưa có mặt trận nào xâm nhập sâu được vào tuyến phòng thủ chính của quân Nga. Thiết hại của Ukraine được giữ bí mật rất tốt, khó biết được con số chính xác. Điều này chứng tỏ tình báo và an ninh dưới Ukraine tốt hơn Nga rất nhiều phía Nga tùy theo mặt trận với các đơn vị lính khác nhau. Khá khác nhau về năng lực phòng thủ và phản công. Đánh tiêu hao địch quân và làm nhục trí cũng như năng lực tấn công của họ. Theo các nhà quan sát, mặt trận Kremina, quân Nga đã tổ chức vòng thủ và phản công khá hiệu quả. Bakhmut thì vẫn nhì nhằn về thế trận vùng ngoại vi có xu hướng bắt buộc phải rút lui, cho dù hệ thống công sự rất công phu. Nam Donetsk, quân Nga đã lùi sâu nhất hồi đầu của cuộc xâm lược và đang củng cố tuyến phòng thủ chính, quyết sống mái với quân Ukraine. Zaporizhia đã lộ điểm yếu và quân Ukraine đang tận dụng để có thể tiến công theo tuyến Vasilevskaya cho uy hiếp trực tiếp được Melitopol. Thứ hai, vũ khí rất quan trọng. Hai bên đang cố điều và tăng cường các vũ khí chủ lực. Bên phòng thủ là xe gắn tên lửa rải mình, đến vị vệ tinh có điều khiển AI. Thêm vào đó là các UAV trinh sát, cảm tử, pháo và trực thăng. Bên tấn công là xe phá mình, xe tăng, xe bọc thép, cùng với các phương tiện khác. Máy bay F-16 rất cần nhưng chưa thấy xuất hiện. Sẽ còn nhiều màn và nhiều trận huyết chiến trong thời gian sắp tới. Nhưng nhìn chung, có thể phán đoán rằng thế trận của Nga đang thua cuộc. Yếu tố quan trọng nhất là tinh thần và kỹ năng bình lĩnh kém hơn hẳn bên Ukraine. Sau đây, Ngọc Tâm xin được gửi tới quý vị các tường thuật trực tiếp của phóng viên chiến trường BBC đang có mặt trực tiếp tại điểm nóng nhất trên chiến trường. Phóng viên BBC đã đến thăm tiền tuyến tại vị trí của liễu đoàn Shaker 68 của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng lân cận làng Bagrodatne và được quân đội Ukraine giải phóng. Dưới đây là bản dịch báo cáo của ông Hai tuần sau khi bắt đầu phản công, Ukraine đã đạt được tiến bộ khiêm tốn nhưng vẫn chắc trên ba mặt trận tấn công trên chiến tuyến dài 1.000 km. Ở tiền tuyến, cô đội đang tiến hành trinh sát trong lực lượng, trong khi phần lớn lực lượng Ukraine đang ở trong lực lượng dự bị, chờ đợi một khoảng trống đủ lớn trong hàng phòng thủ của Nga để tiến hành một cuộc tấn công chính và cố gắng chiếm lại vùng đất phía nam đất nước. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt, với tổn thất nặng nề cho cả hai bên cả hai đội quân đều tuyên bố thành công. Bước tiến của Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk đã chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục. Một phóng viên của BBC đã đến thăm tiền tuyến nơi lữ đoàn Streger thứ 68 của lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu. Vào thời điểm này, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành quyền kiểm soát lãnh thổ phía đông của ngôi làng Blagrodanoe mới được tái chiếm gần đây. Từ vị trí của họ, các chiến hào của Nga có thể nhìn thấy rõ ràng ở các độ cao gần đó. Các binh sĩ từ một đơn vị máy bay không người lái chuyên dụng mang máy ảnh, cuộn dây cáp và chất các hộp đạn dược, lựu đạn khói và đạn xuyên giáp vào một chiếc xe bán tải. Ngoài họ, có rất ít dấu hiệu của sự sống ở Blagodani. Trên đường phố là đống đổ nát của hai chiếc xe bọc thép MRIP do Mỹ sản xuất. Một chiếc chỉ còn trơ khung. Ở những cánh đồng bên ngoài thành phố Thông chí còn có nhiều hơn những chiếc máy này với thiết bị chống mình bị vô hiệu hóa. Đừng tiếp cận họ, người Nga tiếp tục bắn vào họ. Họ cảnh báo chúng tôi. Nga nói nhiều về tổn thất xe tăng và phương tiện do phương Tây cung cấp. Mặc dù Vladimir Putin thừa nhận rằng chính quân đội Nga đã mất hàng chục xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công ngày 5 tháng 6. Quân đội đang tiến theo ba hướng, Bạch Mút, nơi họ tiến về phía Bắc, và phía nam của thành phố, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phía nam Saborisia và ở phía nam của vùng Donetsk, nơi một số ngôi làng đã bị chiếm lại. Báo cáo từ Liman, trong một ngôi nhà còn sự sống, Nina Fyodorovna, một cư dân địa phương, bước ra từ một cánh cửa gỗ thô sơ. Cô đã sống ở đây được một năm. Cô ấy nói rằng những người lính Nga chỉ đến thăm cô ấy một lần cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi làng dù chỉ một giây. Trận pháo kích đã kết thúc và chúng ta có thể rời khỏi nhà cô ấy. Trong một con mương, ngay sau khu vườn của Nina Fedorovna là ba người lính Nga đã chết. Gần đó là một chiếc xe tải có ký hiệu sex được sử dụng bởi quân đội Nga. Thủng lỗ chỗ đạn và mảnh đạn. Đã có những trận đánh gần chỗ này. Hoa hồng nở khắp làng nhưng có mùi thối trong không khí. Những người lính trông rất nghiêm túc và họ có mục đích. Họ rõ ràng đang làm gì đó. Quân Ukraine đang cố tiến về phía đông. Là cờ đặt nơi ở lại đằng sau. Hai chiếc xe đang lái ở một khoảng cách khá xa nhau, đề phòng trong trường hợp bị Nga tấn công. Các cánh đồng lần cận đầy mình, các chốt bằng trùy bằng đỏ và trắng đánh dấu khu vực đã được trả phá. Phóng viên BBC tường thuật khi chúng tôi đến gần một xác xe bọc thép bị bỏ rơi khác của Mỹ, có một vụ nổ ngay bên cạnh nó. Nhiều khả năng đây là một máy bay không người lái tự sát của Nga. Tôi đã ở trong khu vực này vào tháng 3. Sau đó, trong vài tháng, chiến tuyến chỉ tiến được vài mét. Nga sử dụng nhiều pháo binh hơn nhiều so với quân đội Ukraine. Những người chủ yếu ẩn nấu trong chiến hào, chờ đợi cuộc pháo kích kết thúc. Vào thời điểm đó, một trong những chỉ huy Ukraine nói với tôi rằng họ đang để dành đạn pháo cho cuộc phản công. Trong chuyến đi hiện tại của tôi, súng pháo Ukraine đã không ngừng trong 2 ngày ở lữ đoàn tôi đi cùng với họ. Những chiếc xe lao nhanh vào giao thông hào ở nấp trong bãi đáp. Tại đó, chỉ huy đại đội, trung sĩ cao cấp Andrei Onisrat, 49 tuổi, hướng dẫn các binh sĩ của mình thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Một cuộc tấn công của Ukraine được lên kế hoạch vào ngày mai vào các chiến hào của Nga nằm cách đó 3 km, dưới chân những ngọn đồi thấp ở phía nam. Trong nỗ lực mở rộng mặt trận, các đơn vị của lữ đoàn 68 sẽ tiến công từ khu vực phía đông Blagorodny và Makarovka. Con đường của họ nằm xuyên qua các bãi mìn và họ sẽ ở ngay trong làng đạn của Nga. Onesat kiểm tra các giao thức và nhiệm vụ liên lạc của thiết bị bay không gửi lái. Mất tới 5 máy bay không gửi lái mỗi ngày một nụ cười trắng như tuyết nở trên khuôn mặt rám nắng của viên trung sĩ. Anh ta nhìn vào khuôn mặt u ám của những người lính của mình và đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Hãy cười lên, tại sao các bạn lại nghiêm trang quá như vậy? Chúng ta đang chiến thắng trong cuộc chiến này. Một ngày sau, hầu hết những người lính này đang ngồi trong một cái hầm nóng. Có một cuộc tấn công. Từ camera giám sát của Ukraine, có thể nhìn thấy hai chiếc xe bọc thép đang từ từ tiến qua bảy mình. Từng chiếc máy bay không người lái được gửi đến các vị trí của Nga, thả lưu đạn khói. Họ tạo ra một màn khói dọc theo các chiến hào của quân Nga để bảo đảm tiến công các thiết bị và làm rối loạn vũ khí chống tăng của đối phương. Đạn Ukraine thường nổ trong vành đai rừng. Trong chiến hào của Donbass, nơi cái chết có thể chờ đợi từng giây làm thế nào lực lượng vũ trang Ukraine ngăn chặn cuộc phản tấn công của Nga? Người lính trẻ Ukraine tiếp tục chạy ra khỏi hầm, thay pin cho máy bay không người lái và đưa chúng vào trận chiến. Lệnh được nghe từ bộ đàm, dữ liệu về mục tiêu được truyền qua radio. Mũi và ruồi luôn muốn ăn sống các chiến binh. Nhưng một trong những người lính, một chàng trai đến từ miền Tây Ukraine, vẫn cởi áo. Anh ta cảm thấy nóng người Nga bắn trả. Khi tôi đứng gần chiến hào, một quả đạn pháo của Nga nổ gần đến nổi, đất bay vào người tôi. Một người lính tên là Sika, đeo kính râm và không mặc áo giáp, đang theo dõi. Một viên đạn khác nổ gần đến nổi, tôi phải ném mình xuống đất. Tôi ngẩng đầu lên, Sika đang đứng trên đường của anh ấy. Anh ta hét lên những lời nguyện tục tiểu với người Nga bằng tiếng Anh và giơ hai ngón tay giữa hàng loạt bệ phóng tên lửa rơi xuống các vị trí của Ukraine. Anh sẽ sống như thế nào? Tôi hỏi. Tôi đã tuyên thệ. Bạn thấy đấy, chúng tôi ở đây để giành chiến thắng. Không ngồi yên, không phải để tồn tại. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người ở đây nên làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp. Chẳng có gì là anh hùng cả. Tôi chỉ cần hoàn thành công việc này. Khi tôi hỏi anh ấy có muốn trả thù không, anh ấy trả lời chắc nịch trả thù là tôi lỗi. Nhiệm vụ của tôi là góp phần cho cuộc chiến đi đến cuối cùng. Tôi muốn tham gia vào cuộc diễu hành chiến thắng. Tôi muốn chúng tôi chiến thắng và tôi muốn chết càng ít người càng tốt. Khi chúng tôi rời khỏi tiền tuyến, cuộc tấn công vẫn đang diễn ra. Sau đó tôi nhận được tin lữ đoàn 68 đã tiếp quản các vị trí của quân Nga. Trên đường đến sở chỉ huy, chiếc xe của trung sĩ Onisrat đi cùng chúng tôi đã chuyển hướng và đột ngột dừng lại. Cùng với những người lính khác, anh ta nhanh chóng ra khỏi xe. Sau đó, tôi thấy thứ thu hút sự chú ý của họ, những cây anh đào. Giống như những đứa trẻ, họ vô tư cười đùa, vô lấy những quả màu đỏ sẫm trên cành. Và pháo binh và súng cối tiếp tục bắn phá các vị trí của quân Nga trên sườn đồi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại like ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.